một cách đầy đủ để mà ông này không ông ngoài ông này đứng ngoài cuộc chiến vâng đấy thì là cái kế hoạch của ông San, ông luật sư Trần Lanh San mấy lại ông Sáu Lào đó, tức là ông Nguyễn Ngọc Loan tướng Nguyễn Ngọc Loan đó tướng Nguyễn Ngọc Loan vâng tức là hồi đó là giao cho chỉ huy cảnh sát đó phòng ạ vâng dạ vâng xin lỗi bác nãy giờ cháu lay hoay là tại vì mình nói chuyện cũng hơn 3 tiếng rồi thành ra cháu thì trước khi đi cũng đã dọn dẹp một để có chỗ trong máy ảnh á nhưng mà cũng là không ngờ mình nói chuyện cũng cũng hơi lâu thành ra bác có muốn tiếp tục không ạ thì bây giờ cháu cũng đã chuẩn bị được cái máy này thì nó cũng có chỗ rồi mình vẫn có thể tiếp tục quay tiếp nếu mà bác muốn có một số trình bày thêm về cái đề tài này ạ còn cái clip laptop mà livestream trên YouTube thì nãy giờ cũng hơn 3 tiếng rồi có thể nó sắp hết pin Khải thì trong đây có điện nhưng mà Khải không có chuẩn bị mang theo dây cắm thành ra có thể là YouTube thì mình trong vòng vài phút nữa nó sẽ chấm dứt Khải cũng xin chào tạm biệt các bạn trước nếu mà trong lúc đang xem mà các bạn trên YouTube mà thấy không còn hình nữa là cái máy laptop nó hết pin mà Khải không có mang theo dây chạc nhưng mà Khải vẫn tiếp tục quay cái máy này thành ra nếu mà bác Cường muốn tiếp tục thì bác cháu mình vẫn có thể tiếp tục làm chương trình dạ vâng thì anh dạ vâng đây là cái máy này bác cái gì nhắc là dạ. Cái cuốn này là Việt Nam đã làm dạ đó. Bằng những hình ảnh thôi dạ. Và một vài cái chú thích và những cái bài viết ví dụ như ở trong này nó dạ. Có đề cập tới dạ. Một trong những các cái người mà một trong những cái người mà bị mang ra xử bắn là máy này Nguyễn Văn Trỗi Nguyễn Văn Trỗi Nguyễn Văn Trỗi đây một trong những người này thì cái tựa của nó là Growing Opposition in the South tức là những các cái lực lượng chống đối nó đương lớn mạnh ở miền Nam đây tức là tài liệu và truyền thông thế giới quốc tế đó vâng dạ đây là anh Nguyễn Văn Trỗi và mấy ký giả Đức biết họ phỏng vấn anh này và anh này anh ấy nói chuyện là thì là anh ấy chiến đấu và vì lương tâm nói chuyện là thì là ông ấy nói rằng thì là cộng sản thì không có tội lỗi gì trong cái này cái tội lỗi là đế quốc Mỹ này gì vân vân đại khái thế cả là trong cái cuốn này nó có những các cái hình ảnh mà gọi là nó lột trần cái bộ mặt của miền Nam Việt Nam ví dụ như là đây là bộ mặt của một cái thiếu nữ thiếu nữ là trong mặt trận giải phóng miền Nam trong mặt nó lương thiện thế này lương hảo thế này và thành ra cái này chỉ muốn nói cái oan khiên của cuộc chiến Việt Nam tức là một số người dân là nghe theo cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam đó đúng không ạ thì vì vậy mà bên Đảng Cộng sản Việt Nam họ mới nói là họ là giải phóng miền Nam, họ là đánh đuổi đế quốc Mỹ rồi này kia đó. Vâng, anh thành ra nhân tiện là nói chuyện này thì là mặt trận giải phóng miền Nam mới để gì đó. Tôi nhớ là có một cái khẩu hiệu tức là cái nghị quyết mà 36 hay là chỉ thị 45 hay là những các cái quyết định sau đó đó thì nó có một cái nó gọi là cái khẩu hiệu của họ đó tức là đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào cái điều đó nó mang tính cách là chỉ là nó mang tính cách nó coi rẻ cái lực lượng Việt Nam Cộng Hòa nó gọi tức là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa vâng nó gọi là ngụy thì nó nói rằng đánh cho Mỹ cút tức là Việt Nam đó cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam ấy đánh cho người Mỹ bỏ đi thì
bọn ngụy là cái bọn mà ăn bám chân đất thì nó sẽ nhào thôi, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Mà Mỹ cút là thế nào? Thì nó mới nói việc rằng chỉ là khi người Mỹ mà nhảy vào tham chiến ở Việt Nam đó, là người Mỹ coi như rằng thì là muốn cái vai trò của người Mỹ là muốn thay thế người Pháp để mà vào cái cuộc chiến Đông Dương, bởi vì đây là một cái sứ mạng nhìn theo cái tình hình thế giới. Do đó mà nước Mỹ ví dụ như là trong người ta trong cái này người ta mới nhắc tới cái hiệp định Geneva và kéo dài 3 năm và 100+ cuộc họp. Thế thì tại sao lại có cái bế tắc như vậy? Tại sao lại kéo dài mấy năm? Thì đây mới là cái kiên trì của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và Đảng Cộng sản Việt Nam là họ nhìn thấy rằng thì là cái con đường mà chống Mỹ đó nó vô cùng khó khăn. Cho đó mà họ nhìn thấy rằng thì là rất nhiều người mà đi theo Cụ Hồ, đi theo Hồ Chí Minh đó thì những người đó là cái người mà thấy rằng thì là có rất nhiều người mà ngã lòng, ngã lòng, tức là những cái nhiều người là bỏ chiến khu, đi về thành, tức là đầu hàng người Pháp, vì người Pháp là nó bình định ở đó. Thì cái chữ mà cái thời đó, đó nó gọi là vào dinh tê, tức là mấy trẻ con nó bắn đi đó, cái mật mã đó, cái tiếng mà trong dinh tê tức là bắn bi, mà bắn bi vào trong cái vòng đó thì là thắng. Vâng, thì là đi vào vùng Tề, cái vùng mà bỏ cái vùng Tề, tức là cái vùng sôi động để mà đi vào thành. Thì tôi nhớ rằng thì là cái lúc bấy giờ cái gia đình tôi thì cũng quen biết, cũng lớn ở Hà Nội. Thì tôi nhớ rằng thì là mấy cái người mà ở hậu phương đi vào thành đó thì đàn bà trẻ con thì nó không đặt vấn đề, nhưng mà những thanh niên mà từ 13 tuổi hoặc là 16 tuổi trở lên đó thì là nó đều là nghi ngờ, phải có cái người bảo lãnh. Thì thường thường tôi nhớ cái hồi đó là có ông cha chứ ông cha chứ ông sư thì nó không có giá trị gì cả. Ông cha hoặc là cái gia đình nhà tôi có một vài biết, tại vì ông anh tôi là đi theo ông Hồ Chí Minh, ông anh thứ ba của tôi đó, đi theo ông Hồ Chí Minh ở trong cái ban hộ vệ đó, đời đó nó coi là ban trinh sát của ông Hồ Chí Minh đó. Thì tới cái lúc bấy giờ thì là cũng có một số người mà đi vào thành thì cũng lại do cái sự bảo lãnh, sự nhìn nhận, ngoài cái vấn đề mấy ông cha ra đón vào, bảo đảm rằng cái người này là người tốt, bảo đảm cái người này không phải là Việt Cộng VC đó, thì là đi vào thành thì một vài người cũng giống như là ông anh thứ ba của tôi, ông ấy cũng đi theo Hồ Chí Minh, rồi ông ấy vào chiến khu chiến kiếp, rồi thì là ông ấy cũng đi về thành. Thì ông già tôi đây cũng phải bảo lãnh, bởi vì thì là lúc bây giờ cái tuổi ông ấy đã là 19-20 tuổi rồi, hay là hơn 20 tuổi rồi, ông anh thứ ba của tôi đó, thì lúc bây giờ là ông già phải tới bảo lãnh. Còn những người dân thường ấy thì là ông cha tới bảo lãnh, mấy ông cha Bùi Chu Phát Diệm tới bảo lãnh thì mới tin được. Hồi nãy đầu chương trình bác nói hôm nay là ngày nguyên tiêu đó bác, thì bác có cái gì để mà chia sẻ nhân ngày hôm nay không ạ? Vâng, thưa anh, hôm nay là cái ngày nguyên tiêu
coi như rằng thì là ngày rằm tháng giêng, rằm tháng giêng âm lịch đó, bằng 15 tháng giêng. Và lúc đầu tôi đã nói thì là dân gian người ta vẫn thường nói rằng thì là lễ Phật cả năm không bằng ngày rằm tháng giêng, tức là cái ngày đó là ngày linh thiêng, cái ngày đó là ngày mà xá tội vong nhân, hay là cái ngày mà cái ngày mà nhà chùa họ kêu van Đức Phật, kêu van cái gì đó để mà để cho chúng sinh được giải thoát, cầu xin cho chúng sinh khỏi cái vòng luân hồi, cái vòng mà coi như rằng thì là coi như là cứ trở về để mà trở về để mà sống cái kiếp con người, sống cái kiếp con người nó cũng không có đứng về phương diện triết học thì nó cũng không có nó cũng không có vinh dự gì. Đứng về phương diện tôn giáo đó thì ví dụ như là Đức Chúa Giêsu cũng là hiện thân của cái con người đầu thai là con Đức Bà Maria, nhưng mà là coi như là thì là coi như là Đức Bà Maria với ông Giuse, tức là chồng đó, chỉ là chồng hình thức thôi. Và thì ông thì cái ông cái ngày lễ nguyên tiêu này, cái ngày lễ này đó thì là coi như là thì là một trong những các cái ngày lễ thiêng liêng, và để mà thoát, để mà thoát cái vòng tục lệ thoát cái vòng tục lụy. Cho nên tôi nhớ lại cái bài hát Trịnh Công Sơn, cái gì đó thoát cái kiếp làm người đó, biết bao năm mà làm kiếp con người, và cũng lại cũng mới đây hôm vừa rồi đó là nhắc lại một trong những các cái nhà văn nhà thơ họ làm cái kỷ niệm một cái nhà văn mà nói về cái vùng cao nguyên, đúng không? Nói về cái vùng cao nguyên Việt Nam thì nó có một cái câu rằng thì là may mà có em, cái vùng cao nguyên, cái vùng Pleiku đó là cái vùng chiến trận, và coi như là thì là những người mà lên trên đó, tức là những người mà coi như là thì là gọi là không có cổ cánh lên cái vùng nguy hiểm đó, thì không có phòng ngự đúc lót đó, vâng, thì nguy hiểm thì coi như rằng thì là tất cả là chung quanh bị cộng sản bao vây hết cả rồi, thì mấy cái người mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa đó thì thì cái bài hát đó mới nói rằng là cảm ơn anh em đi lên đi xuống bị bao vây, đi tới đi lui chỉ có một cái quãng thôi, may mà có em đời còn dễ thương. Đây mới là tức là thời xa xưa thì Việt Nam mình thì trời nắng, ở Sài Gòn phải không ạ, miền Nam là nắng mưa, thành ra không có má đỏ môi hồng, nhưng mà ở những xứ lạnh như là Pleiku với Đà Lạt đó, thì mới có má đỏ môi hồng, vâng, đúng không ạ? Thành ra cả giàu nhớ cái những các cái bài hát đó, má đỏ môi hồng cái gì đó. Thì vừa rồi tôi nhắc tới cái ông nhà văn gì đó nói về cái đi lên đi xuống, cảm ơn em, may mà có em đời còn dễ thương. Thì em ở đây em ở đây là một người đàn bà, em ở đây là một người đàn bà, mà cái người đàn bà này đó, một là vợ
chiến sĩ. À. À. Hai là gái bán ba. À. À, gái nhảy. À, dạ. À. À. Thành ra đó là tôi nhớ rằng thì là có một vài cái chương trình mà của cái người Việt hải ngoại này mà bị xuyên tạc, không phải là bị xuyên tạc những chuyện này thì là bố con này mẹ con này đời xưa là cái bán ba, mẹ con này là cái nhảy, mẹ con này nhất là cái thời Pháp thuộc đó thì tôi nhớ rằng thì là những người Việt Nam mà di tản đi qua Pháp đó, Pháp mà nghĩa là giai đoạn khi Pháp nó rút lui đó thì mấy người này là đi di tản qua bên Pháp và ở cái nó gọi là Cartier Latin hay là Cartier 13, tức là tất cả những cái bà vợ của lính Mỹ đi qua bên Pháp thì nó sắp xếp cho ở một cái chỗ gọi là Cartier Latin. Cái tên cái khu đó nó gọi là Cartier Latin, còn thì là nó là quận 13 của bên Pháp. Đây là cái nơi mà chứa chấp tất cả những các cái người đàn bà Việt Nam lấy Pháp, có con Pháp vân vân. Thành ra nó cũng không lấy gì làm vinh dự lắm, và nó cũng và nhiều khi người ta xỉa xói nhau, con này là đời xưa nó bán ba ở Việt Nam, con này đời xưa nó là cái nhảy, con này là gì đó, hồi xưa gọi là me Tây me Mỹ đó, me Tây me Mỹ đó. Thành ra cái oan khiên của cái xã hội Việt Nam đó, cái người đàn bà Việt Nam gánh chịu nhiều cái oan khiên lắm. Và tôi còn nhớ rằng thì là một trong những kỷ niệm mà nó cũng giản dị thôi, nó giản dị thôi là cái hồi đó tôi đại diện cho cái nhà thầu của cái ông Mã Thất. Tôi xuống cái Cần Thơ, ông ấy được đấu thầu để cung cấp cát đá cho cái Cần Thơ. Cần Thơ cái căn cứ Cần Thơ mà ở ngay thị xã đó nó gọi là Bình Thủy. Còn một cái căn cứ mà ở xa đó thì nó gọi là căn cứ Trà Nóc. Trà Nóc cháu nghe tên quen vậy. Thế thì mình mới thấy thì là đi ở trên cái căn cứ đó, lúc tôi đại diện cho cái công ty Mã Thắc và của anh Mã Thắc, anh ấy hợp tác với một người cái người tàu nó làm ở cái cơ quan mãi dịch, tức là nó cũng kiếm ra những các cái mối ngon để mà đấu thầu giao cát đá cho Mỹ thì là ngon lắm. Thì lúc bấy giờ là tôi đại diện cho cái công ty của ông Mã Thắc với lại cái anh Du đó, cái anh Du là người tàu đó. Thì tôi còn nhớ rằng thì là lúc bấy giờ ở Cần Thơ đó, nó gọi là Tây Đô đó, thì nó cũng có một cái khách sạn ngay ở gần thành phố đó, ngay ở gần bờ sông đó, nó gọi là khách sạn Tây Đô. Khách sạn Tây Đô. Thành ra mà cháu thấy trên YouTube có cái anh chàng nhỏ nhỏ làm cái chương trình, chắc bác có nhắc tên là Tây Đô gì đó nhớ không? Vâng. Cái khách sạn Tây Đô thì nó cũng nhỏ thôi thưa anh. Nó là 3-4 tầng lầu. Nó là 4 tầng lầu. Nó vuông vắn. Mỗi một chiều tôi không nhớ là bao nhiêu, nhưng mà đại khái là ở dưới cái tầng đất đó, thì là nó để cho xe cộ, để xe đạp, xe Honda rồi biết. Cái tầng thứ nhất đó, cái tầng dưới đất thì cái tầng thứ nhất là ban quản lý. Là ban quản lý, tức là vào khách sạn đó là phải ghi tên, gửi thẻ căn cước rồi đóng tiền nó mới giao cho cái chìa khóa để mà mở cái phòng nào. Thế để nó có những các cái chuyện đau lòng là cái hồi đó tôi tới đó thì cái khách sạn Tây Đô đó là ông Mã Thắc, thì ông ấy được giao cho cái ông Mã Thắc với ông Du đó thì được giao cho đấu thầu cung cấp đá cho cái thị xã Cần Thơ
mà gọi là Bình Thủy, tức là cái căn cứ Bình Thủy tức là gần, còn cái căn cứ Trà Nóc tức là ở xa. Thì vì rằng thì là nó là cái nơi mà ông Mã Thác ông ấy cho cái đoàn xe của ông ấy tới để mà túc trực ở trên cái khách sạn Tây Đô đó. Thì khách sạn đó 4 tầng lầu, thì mỗi một tầng lầu đó mỗi một tầng lầu đó nó vuông vắt, mỗi một tầng lầu là nó có 4 phòng, tức là 4 cái là 16 phòng, rồi cũng lại trên cao nữa cũng lại 16 phòng nữa, rồi thì nó tới trên nóc, trên nóc thì là cái terrace, trên nóc thì nó có trên nóc nó có 3 cái phòng, 3 cái phòng tôi còn nhớ rằng thì là cái phòng đó là 501, 503, 505. Thì mấy cái anh tài xế xe mà nó chở cát đá xi măng đó, thì ông Mã Thác và cái ông Du đó, ông người tàu đó, thì ông ấy thuê mấy cái người tài xế này để mà chở cát đá. Thì mấy ông tài xế này đó là thuê luôn cái phòng, 3 cái phòng ở trên terrace là nó cao nhất, là nó rẻ nhất. Thì tôi gặp những cái cảnh đau lòng, gặp những cái cảnh đau lòng, là có những cái cô bé, những cái cô mà 18, 19, 20 tuổi, trông nó còn ngây thơ lắm, nhưng mà nó là vợ lính, có thể là vợ lính, người lính chết trận. Bây giờ đó thì là được cái tiền cấp dưỡng bao nhiêu đó nhưng mà không đủ sống. Thì mấy cái cô vợ lính đó tới cái khách sạn đó để mà làm gái. Đấy mới là một trong những các cái đau thương. Mà tôi còn nhớ rằng thì là tôi thì là cái thằng mà lý tưởng, tôi cũng không cần đàn bà, nhưng mà mấy cái anh tài xế đó là nó ngoài cái giờ nghỉ thì là nó cho mấy cái cô gái đó ngủ, và nó cho mỗi người 100 hay là cái gì đó đại khái đó, cái giá của ở đó là cái giá thời sự là như vậy. Thì tôi còn nhớ có một cái con nhỏ nó cũng dễ thương lắm, tôi thấy nó tội nghiệp lắm, nó dùng cái chữ là anh đi em đi, anh đi em đi, tức là anh ngủ với em đi để cho em có tiền. Đây mới là một trong những các cái nói thế nó đau lòng của cái thời thế chiến tranh mà người đàn bà Việt Nam, người vợ lính, người gì đó để lại những các cái người vợ nghèo đói mà cũng chỉ có 10 mấy tuổi. Đấy là những nạn nhân của chiến tranh. Tức là để mà hóa giải, ít nhất để mà nói thêm cho nó đầy đủ bức tranh toàn cảnh cho những người mà bây giờ cứ đòi là phải trở về dĩ vãng, đúng không ạ? Tô vẽ những cái quá khứ vàng son giống như một cái thời đại hoàng kim gì đó. Nhưng mà bác muốn cho mọi người thấy thêm những cái góc cạnh, những cái góc khúc đó. Đấy thì tôi nói là Pleiku có núi cao, có gì đó cả. Đó là những cái hình ảnh đẹp đẽ nhưng mà không thấy được cái góc khuất. Vâng. Anh mình cũng không có chủ trương để mà chứng minh cái này cái kia, nhưng mà đây là những cái chuyện mà mình thấy đau lòng. Và vì sao, để mà kết luận là vì sao mà chúng ta thua. Vì sao mà chúng ta thua? Bởi vì rằng chúng ta không có chính nghĩa. Như ban nãy tôi nói là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Và Mỹ cút là nước nào? Mỹ cút là do cái đảng phái ở bên Mỹ, mà nhất là vừa rồi mà Khải Đào có nói về ông Nixon đó. Chẳng hạn là ông Nixon là cái người mà tổng thống cuối cùng, tổng thống không gần cuối cùng của nước Mỹ, là một trong những tổng thống mà theo lịch sử đó người ta đánh giá là ông này là một trong những tổng thống giỏi, gồ ghề của nước Mỹ, nhưng mà cũng lại không có kinh nghiệm, cũng lại không hợp, không đúng thời, cho nên đó ông ấy coi như là ông ấy bị truất phế,
Ông cũng như cái kiểu ông Donald Trump ông bác, tức là tuyên chiến với truyền thông, coi truyền thông là kẻ thù, là đối thủ. Vâng, thành ra và cái ông Nixon đó, thì tôi nhớ tới một cái bài, tôi nhớ tới một cái bài mà để mà chấm dứt, tôi nhớ một cái bài của ông Nguyễn Ngọc Bích, là em của cái ông Nguyễn Ngọc Linh, tức là một trong những người mà thủ khoa của cái khóa 1 của cái quân chính quy cho cái thời ông Bảo Đại đó, mà chính ông Bảo Đại và ông tướng Lê Văn Tị đã ra gắn lon thiếu úy cho cái ông Nguyễn Ngọc Linh. Thế thì cái ông cái người em đó là Nguyễn Ngọc Bích, cũng là một trong những người giỏi đó, thì ông ấy nó có cái câu chuyện là ông ấy trong cái lúc mà Việt Nam Cộng Hòa bị cắt viện trợ, cái ông Nguyễn Văn Thiệu Văn Thiếc là ông ấy cũng là rất là buồn, rất là tức giận, và ông ấy thấy rằng thì là người Mỹ là vắt chanh bỏ vỏ vân vân. Thế thì ở trong đó, đó thì ông Nguyễn Ngọc Bích ông ấy nói, ông ấy cũng không phải là ông ấy bênh vực, nhưng mà ông ấy nói là nước Mỹ nó là như vậy, nước Mỹ nó là như vậy. Thì ông ấy nói chuyện này thì là cái giai đoạn chót mà ông Nguyễn Ngọc Bích đi với lại ông tiến sĩ cái gì Hưng ấy nhỉ, Nguyễn Tiến Hưng, tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng đi ra cầu viện lần chót, thì nước Mỹ là cũng là đi gõ cửa, các dân biểu nghị sĩ đi gõ cửa chỗ này chỗ kia đó, thì là mọi người nó đều là cho vào, bởi vì ông ấy là những chức sắc mà nó cho vào để mà nghe. Nhưng mà thì một cái chi tiết mà ông Nguyễn Ngọc Bích ông ấy nói chuyện này thì là chúng tôi là đi ra mà làm cái cầu viện trong cái giai đoạn chót mà nước Mỹ nó không hợp, nó không đúng lúc đúng thời, mà nó là một trong những các cái mà nước Mỹ lúc bây giờ là nó đương say máu, và nó đã giết một tổng thống, nó hạ bệ ông Nixon, cho nên ông ấy nói chuyện này thì là cái sứ mạng của ông ấy mà đi mà cầu viện những cái lúc mà không đúng lúc, mà chính nước Mỹ là nó đã ngửi thấy mùi máu rồi, cho nên cái sứ mạng là hoàn toàn thất bại. Thì tôi nhớ cái bài viết của ông Nguyễn Ngọc Bích đó, ông ấy có những cái câu rất là chua chát. Tôi sở dĩ tôi được đi với lại ông Nguyễn Tiến Hưng, ông Nguyễn Tiến Hưng là một trong những người mà gọi là tiến sĩ, trình độ gọi như là một cái loại cố vấn cuối cùng của ông Nguyễn Văn Thiệu, chưa nói chuyện là nghĩa là nó một cái chức nó không chính danh, nhưng mà ông Nguyễn Tiến Hưng này là một trong những người mà tôi có quen biết, thì tôi thấy là ông này là một cái người đẹp trai, và còn nhớ rằng ông ấy có một người vợ Mỹ, vợ của ông ấy là con gái của một thượng nghị sĩ Mỹ, tức là cái chỉ số của ông ấy là rất cao. Thế nhưng mà khi mà ông ấy được giao cái sứ mạng đi qua cầu viện nước Mỹ ở trong những các cái lúc mà nó cuối chào rồi, không đúng lúc, thì ông mới nói chuyện này thì là gõ cửa chỗ này chỗ kia thì đều được tiếp đãi, thì mời vào, nhưng mà nói nó có một câu rằng thì là tôi làm gì được cho ông, What can I do for you? Cái đó đầu môi chót lưỡi thôi, cái đó không phải là họ thực sự họ muốn làm gì cho mình, đó là chỉ là cái lời nói thôi. Vâng, nhưng mà họ cũng lắc đầu sau khi mà tiếp mình, tiếp cái phái đoàn đó thì là ông tiếp mình, thì ông Nguyễn Ngọc Bích ông ấy nói rằng thì là nước Mỹ nó đã vừa giết một tổng thống, ông tổng thống Nixon đó là phải từ chức, thành ra cái phái đoàn của ông ấy đi
đã ngửi thấy cái mùi máu, thành ra nó say máu của một cái cuộc chiến tranh oan khiên, cho nên ông ấy đành bó tay, ông ấy trở về tay không. Và đây là cái hồi ký của ông ấy viết, ông Nguyễn Ngọc Bích viết về cái cuộc cầu viện cuối cùng. Vâng, thưa bác, có lẽ hồi nãy cháu tính để dành cái chủ đề này cháu nói tiếp, nhưng mà nãy giờ mình nói cũng gần 4 tiếng rồi, và có lẽ là không biết là tiện thì sắp tới cái giờ này nó ra đông khách hay không, chắc mình cũng chuẩn bị chấm dứt chương trình. Nhưng mà cháu chỉ muốn hỏi sơ, tức là cái chủ đề hồi nãy cháu tính nói đó là liên quan đến ông Nguyễn Phương Hùng, đúng không ạ? Thì như bác biết rồi, 1-2 năm nay, 10 năm nay khi mà bác còn làm việc với ổng thì ổng đã bị cộng đồng tẩy chay, đúng không ạ? 1-2 năm nay là hầu như là ổng bị gần như là mọi người thấy là ổng đã bị gọi là gì bác, nếu mà nói là đào thải thì hơi quá, nhưng mà gần như là không còn tiếng nói, không có ai nghe nữa. Nhưng mà mấy hôm nay gần đây thì ông ta lại bắt đầu là kết nối được với một cái nhóm mà hôm qua cháu thấy là trong cái buổi họ tổ chức sinh nhật cho một nhân vật đó, thì có sự hiện diện của thượng nghị sĩ Trần Ánh Nguyễn. Rồi ông Nguyễn Phương Hùng ổng cũng lên ổng nói là ổng đã xin lỗi thượng nghị sĩ Trần Ánh Nguyễn, và coi như là ý nói là xóa đi quá khứ để mà bắt tay làm việc gì đó. Thì bác nghĩ sao, tức là có lẽ là trong chương trình tới thì mình sẽ nói sâu hơn, nhưng mà trước khi kết thúc chương trình thì bác nghĩ sao về cái sự kiện đó? Vâng, thưa anh, tôi có làm việc với ông Nguyễn Phương Hùng trong một cái giai đoạn hết sức là ăn khách. Tôi cũng rất quý cái bà vợ của ông ấy, cái bà vợ Lệ Hằng, Lệ Hằng đó, cũng rất đẹp và cũng rất khéo. Thì và ngoài cái câu chuyện mà hợp tác với ông Nguyễn Phương Hùng với bốn quý vị nữa, có một cái ông coi về thuế vụ, ông coi về thế này thế kia đó, thì gọi là trong một cái hội nghị bàn tròn, thì tôi thấy rằng chỉ là cái chương trình đó lúc bây giờ là ăn khách lắm, được rất nhiều người chiếu cố. Thường lúc nào lên cũng có vài chục ngàn người xem. Vâng, thế thì tôi mới thì cái lúc mà ông Nguyễn Phương Hùng ông ấy coi như rằng thì là ông ấy chiêu dụ được năm cái bộ mặt gọi là có thế giá của hải ngoại, thì đó là ông ấy đi về Việt Nam, ông ấy giao giảng, thì nhà cầm quyền Việt Nam thì nó cũng rất là đón tiếp, coi như là một nhà báo hải ngoại. Và ông Nguyễn Phương Hùng cũng là một trong những các cái nhà đấu tranh giỏi, ông có trình độ, thì ông ấy liên lạc với lại mấy cái người mà chức sắc của Việt Nam đó, của ông đại khái ông Nguyễn Thanh Sơn, ông gì đó, một trong những cái nhà ngoại và giao, và ông gì bây giờ mới bị kỷ luật rồi, hồi đó là thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Vũ gì Hoàng gì đó, không ấy, vâng. Vũ Hồng gì đó, ông Đan cái gì đó, vâng. Thế anh thành ra thì ông Nguyễn Phương Hùng ông ấy về Việt Nam, trong lúc ấy thì là ông ấy là có một cái thành tích rất là lớn, coi như là nhà cầm quyền Việt Nam là cũng ưu đãi lắm, mời chào. Nghe nói là về 30 lần, cũng mà đa số chính ông nói là được gì đó, tức là được nhà nước Việt Nam hoặc là một số những mạnh thường quân ở Việt Nam mà lo hết cho chi phí. Vâng, thưa anh, thành ra cái vụ ông Nguyễn Phương Hùng, ông ấy về Việt Nam thì sở dĩ là tôi bỏ ông ấy là hai lý do. Lý do thứ nhất là tôi nói thì là cái đường lối của ông là tại sao ông chống đối, ông chửi nhiều quá, không ạ? Ông chửi nhiều quá. Và cái lý do sau này, lý do giản dị thôi, là lúc bây giờ ông về Việt Nam thì tôi không có về với ông ấy. Thì tôi ở Cali này thì thấy ông Khải Đào, ông ấy thấy tôi bơ vơ hay là gì đó, hay là ông cũng đánh giá không, thì cháu gặp ai thì thật sự lúc đó cái dự định của cháu là sẽ nói chuyện hết với mọi người,
Tức là mỗi lần cháu sẽ mời người này, mời người kia. Vâng. Chứ không có đơn giản là giống như mọi người thấy là cháu chỉ có làm việc với bác. Tức là trong tương lai cũng vậy, cháu sẽ làm chương trình là trong cái khách mời hả bác? Tức là mình sẽ mời mọi người. Nhưng vâng. mà vào cái thời điểm đó thì bác đang rảnh, tức là tại vì ổng về Việt Nam, đúng không ạ? Vâng. Thì cháu mời bác thôi, để cháu mời bác. Vâng. Cái thằng Giác mình ấy thì chắc cái mà chúng tôi bỏ Nguyễn Phương Hùng là cái lý do chính là ông ấy là một nhà đấu tranh và ông ấy về Việt Nam mới đầu là trong cái hội nghị Việt Kiều xong rồi thì là cánh cửa nào cũng mở ra cho ông ấy hết và cũng được quý trọng tư mến. Và ông ấy đã đi khắp miền đất nước và coi như rằng thì là những ủy ban nhân dân hay là thành ủy hay là quận ủy mới gì đó gọi là cán bộ địa phương đó. Vâng, cán bộ địa phương là rất là trọng nể và rất là trọng nể. Thế thì ông ấy coi như là ông ấy đi ở chốn không người, coi như là thì là một trong những người phò mã mà nghĩa là đánh đông dẹp bắc rồi đến một lúc nào đó mình ngáo quyền lực, ảo tưởng cái vai trò của mình. Vâng, mà thì nó có cái câu chuyện là đứng về phương diện danh nghĩa, đứng về phương diện thực tế thì ở trong nước họ quý trọng những người đối lập như ông Nguyễn Phương Hùng. Như bác nói là chiêu hồi đó. Quy thuận triều đình trở về với Việt Nam. Không, người ta quý trọng và người ta cũng không dùng cái chữ mà gọi là đầu hàng hay là gì đó, mà cái chữ khi mà tôi làm ở chiêu hồi đó thì chúng tôi cùng với ông Nghiêm Xuân Hồng mới lại gì đó thì muốn dịch cái chữ chiêu hồi thì cuối chữ chiêu hồi thì là nó là open arm, mở cái cánh tay ra để mà đón, chứ không phải rằng thì là để mà gặp những cái thằng đầu hàng, nó khác nhau. Tức là như sẵn sàng hoan nghênh những người trở về thôi. Vâng. Quay đầu về. Vâng. Thế thành ra đó, ban đấy mình mới nói rằng thì là đấy cái bế tắc của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đó, mà nó đại diện bằng cái bài hát Pleiku đó. May mà có em đi lên đi xuống thì anh còn cái còn một cái mà thì ông Nguyễn Phương Hùng ông ấy về thì ông ấy là một nhà đấu tranh và nhưng mà ông ấy có một cái hiểu lầm, có một cái hiểu lầm là ông ấy nghĩ rằng thì là Đảng Cộng sản Việt Nam độc tài hay là đàn áp đối lập, không biết cởi mở, cho nên ông ấy giao giảng cái tính cách dân chủ. Thì nhà cầm quyền Việt Nam thì theo tôi nữa, cái này nó xảy ra trong lịch sử Việt Nam rồi, có cái câu mà biết rồi khổ lắm nói mãi. Thì đấy mới là một trong những các cái uẩn khúc của cái văn hóa Việt Nam, cho nên nó mới có cái nhân vật nhân vật Chí Phèo, nó mới có cái nhân vật Xuân Tóc Đỏ, nó mới có cái nhân vật là biết rồi khổ lắm nói mãi. Thành ra thì ông Nguyễn Phương Hùng ông ấy rơi vào cái đó. Ông ấy tưởng rằng ông ấy cứ nghĩ rằng thì là phải giảng cho Đảng Cộng sản Việt Nam, cho các cấp địa phương ở Việt Nam là cái dân chủ nó quý lắm, và cái chế độ độc tài đảng trị đó nó là một cái chế độ mà lỗi thời, độc đảng, và so đối với quốc tế nó là một trong những các cái anh mà bần cố nông lên nắm chính quyền, những anh mà dép dâu, những anh bộ đội dép dâu, mà rồi thì là đi dép dâu là cái gì, dép dâu là mấy thằng mấy cái anh bộ đội mà đi cái đuôi dép
nó lấy cái lốp cao su cũ đó mòn rồi đó, vỏ bánh xe đó à, thì nó đục à, nó đục hai cái lỗ để mà à, để mà nhét cái ngón chân cái và mấy cái kia đó, thì à, khi mà cái cao su nó thòi xuống dưới ấy, thì là nó thành ra người ta gọi nó là dép dâu, tức là cái ruột ruột xe nó gọi là lốp á, để làm quai á, và cắt những cái ruột như là phải phải như bác nói là phải thọc xuống cho nó xuyên qua cái vỏ xe và nó lòi ra cái phần ở sau gọi là cái râu à, dâu mà thì là cả, thì ra nó mới gọi là cả dép dâu mà lại ăn ăn cái quân đội Việt Nam Cộng Hòa lúc bây giờ nghĩa là vũ khí mà, thành ra cái vũ khí của Việt Nam Cộng Hòa nó ngập tới răng, trang bị tận răng, trang bị tới tận răng, và bây giờ thì mình mới nhìn thấy là cái ai thắng ai, nó có chính nghĩa hay không, và rồi mình mới nói rằng thì là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, rồi thì là mấy cái hồi khí của mấy tướng. Mấy cái hồi ký của mấy ông tướng Lê Minh Đảo, ông tướng này tướng kia đó ở tù cộng sản bao nhiêu năm cái gì đó thì những các cái người Việt hải ngoại mà chống cộng cái óc hẹp hòi ngoan cố thì nói chuyện rằng thì là phải có chế độ tự do dân chủ chứ cái người Việt Nam ta mà để cho mấy cái thằng dép dâu nó cai trị răng hô răng đen mã tấu thì không hiểu cái vấn đề, và mình đấu tranh dưới một cái danh nghĩa là đại diện cho thế giới tự do, và để mà coi như rằng thì là hồ sơ thì là trong sáng nghĩa là một trong những các cái chính nghĩa của mình nó hết sức là nó đẹp, nó thành công lớn. Thế nhưng mà biết đâu mà thì để mà đi vào cái cuối cùng của cái chương trình thì mình mới nói là không ngờ mấy cái thằng giáp dâu nó lại thắng, nó lại thắng, và rồi thì là để mà nói với mấy cái người chống cộng cực đoan, những các cái quý vị như là quý vị Phan Kỳ Nhân, Phan Tấn Ngưu, những các cái quý vị này quý vị kia đó thì mình thấy là không ngờ giáp dâu nó lại thắng, và mình coi như là thì là mấy thằng này là mấy thằng ngu đần ngu si gì đó, thì đùng một cái Việt Nam nó lại được thế giới đánh giá cao, Việt Nam ta được vào cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc luân phiên thôi, nhưng mà thì nó gần như là những các cái người chống cộng cực đoan coi như rằng thì là mình bị một cái gáo nước lạnh nó tạt vào mặt, tất cả những các cái đường lối chống cộng chính nghĩa của mình, như là ông Nam Quan, như là ông mấy cái ông ở thị xã Westminster đó, thì là trở nên buồn cười và trở nên coi như rằng thì là cái mặt mũi mà lãnh đạo cộng đồng chống cộng tới giờ này đó, mà thế giới nó đã nhìn mình một cách khác, mình chỉ là những tên tay sai. Đây mới là một trong những các cái mà chúng ta cần phải giải tỏa, thức tỉnh cái nỗi oan khiên của cái người Việt Nam Cộng Hòa khi tới nước Mỹ. Dạ vâng, bởi vậy đó bác cháu mới nói, bác nói là oan khiên rồi chớ trêu là như vậy đó.
tức là ta nói là lên voi xuống chó hoặc là đổi đời đúng không ạ? Giống như cháu nói là thời kỳ cách đây mấy năm thì ông Nguyễn Phương Hùng ổng bị tẩy chay là tại vì ổng trở về Việt Nam đúng không ạ? Rồi bây giờ ổng trong thời gian sắp tới ổng lại là cái người rất là lớn tiếng để mà có làm việc chung với một số người mà giống như cháu nói lại có thượng nghị sĩ Trạch Nguyễn tham gia nữa, trong cái nhóm đó có ông Phát Bùi đúng không ạ, là để mà đứng lên tố cáo để mà sẽ đòi trúc phế những cái người dân cử đại diện cho thành phố Westminster. Bác hiểu chỗ nào? Bởi vậy cháu mới nói cái chéo ngoe là như vậy, thì bác nghĩ sao về cái vấn đề đó? Bác thưa anh, khởi đạo dùng cái chéo que thì nó cũng đúng thôi, và đấy mới là cái mà tôi dùng cái chữ nó là cái vấn đề oan khiên. Còn trời đất nào nữa mà bây giờ khen một cái thằng khen một cái thằng độc tài đảng trị, khen một cái thằng dép dâu cho nó vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thế thì còn trời đất nào rồi nữa? Bây giờ cái người mà từng bị nói là chính thành phố Westminster ra cái nghị quyết 4953 đúng không ạ, lên án ông Nguyễn Phương Hùng là giống như nãy bác nói chiêu hồi hay là quy thuận hay là bưng bôi gì đó, mà bây giờ lại ổng lại quay qua, bây giờ ổng lại là một trong những người sẽ lớn tiếng ra Hội đồng thành phố để lên án dân cử và sẽ đòi trúc phế Hội đồng thành phố. Vâng, anh, thành ra cái mà 4953 mấy gì đó thì nó vẫn là cái bọn mà bán hàng giả thôi. Cho nên nó mới cái nghị quyết của nó cũng có luật sư cố vấn, cứ không phải rằng chỉ là nó làm những cái chuyện vu vơ đâu. Thì nó nói chuyện rằng chỉ là cấm cộng sản đi vào cái thành phố Westminster. Nhưng mà cái chữ cấm này đó nó không phải là cái vấn đề cấm tuyệt đối, và nó nói rằng chỉ là nếu mà cái phái đoàn cộng sản được mời vào cái thành phố Westminster của họ, của các ông chống cộng này, thì phải cho thành phố biết, tức là thông báo cho họ biết thôi, thông báo cho họ biết trước, và để mà đóng cái tiền ký quỹ là nhỡ có một vụ biểu tình như Trần Trường thì ai trả cái tiền bồi thường đó cho thành phố. Cho nên mấy cho nên nó cũng vẫn là cái chuyện mà bán hàng giả đó. Đấy mới là cái 4953 hay là tỷ phú Hoàng Kiều nó là tức là hoàn toàn họ không có quyền cấm, và cũng họ không hề cấm, nhưng mà họ vẫn mị dân, họ lưu loa với người dân đồng hương chống cộng là họ cấm cửa. Nhưng mà thật sự nó chỉ là một cái, nó là ô anh vô thì anh cho tôi biết vậy thôi. Vâng, cho tôi biết và đóng quyền ký quỹ là bao nhiêu, để mà nếu có những cái cuộc biểu tình là của cái người dân Westminster của chúng tôi, thì chúng tôi sẵn có cái thuê lực lượng cảnh sát, thuê lực lượng giữ an ninh. Nhưng mà thật sự anh chứ còn thì thế nhưng mà đây mới là cái chuyện mà lưu loa lên như vậy. Nhưng mà thật sự nếu mà họ không thông báo thì anh cũng chẳng làm gì được người ta, tức là anh chỉ ra cái tuyên ngôn thôi, anh yêu cầu thôi, nó không hề có tính cách áp chế chế tài đúng không ạ? Giả dụ họ không thông báo thì mai mốt anh thương người ta thôi, chứ anh cũng chẳng làm gì được người ta, anh cũng không có quyền cấm người ta đúng không ạ? Thế nhưng mà cái nghị quyết đó rất nó mới gọi là nó là bán hàng giả, đó, nó rêu rao lên bờ, chứ có ai mà cấm được đâu. Cũng giống như là cái thành phố Westminster này, cái con đường Bôn Sa này tự dưng một cái góc từ cái chỗ Đức Thánh Trần ấy, nó đen, nó đè cả đại độ Trần Hưng Đạo, anh tự sơn chữ lên thôi. Vâng, trên bản đồ chính thức để chả thấy cái chỗ nào là đại độ, biểu điện người ta không công nhận cái đó, đại độ Trần Hưng Đạo. Tức là buôn hàng giả, hoàn toàn là họ đã thể hiện đúng cái mà lời cảnh báo, cái mà đúng không ạ, cái câu mà ông Joseph Đỗ Vinh ông gọi là cái gì mình quên rồi, nhưng mà ít nhất câu nói để đời của bác, để mà đúng không ạ, để mà rõ ràng nói lên cái bản chất của cái tụi này là tụi buôn hàng giả thôi. Vâng, thì cái ông Joseph Đỗ Vinh bây giờ là ông ấy có đắc cử rồi. Dạ đắc cử rồi, dạ là đang là nghị viên của thành phố Glasgow. Vâng, ông Joseph Đỗ Vinh này thì tôi cũng quý ông ấy, là một trong những các cái người mà
coi như là tự dưng ông ấy đánh giá tôi cao, ông ấy quý tôi à. Thế cả ông ấy tôi cũng nhân đây để mà cảm ơn anh Joseph Đỗ Vinh à. Bởi vì ông ấy cho ứng cử thì ông ấy hình như là ông ấy cái ứng cử à. Thì ông ấy có một cái cử chỉ à, một cái nghĩa cử nó rất anh hùng à. Là cái hồi mà ông ấy chưa là dân biểu cơ à, thì à, ông ấy có yêu một cái cô tên là cô Thu, cô thiếp gì đó à. Thì cái cô Thu này đó là đi qua Mỹ với tính cách du lịch à, sắp hết hạn, hoặc là cô này cũng là đi qua Mỹ à, lấy một cái ông Việt kiều nào đó à, thì có thể là có thẻ xanh tạm thời mà bây giờ là sắp hết hạn. Thì cái cô Thu này đó là cô mới nhớ tới cái số điện thoại của cái anh Đỗ Vinh này à, anh Đỗ Vinh này là Joe Đỗ Vinh, hay là cái tiếng à, nói như dài hết là Đỗ Tài Vinh à, Đỗ Tài Vinh Joseph và Joseph Đỗ Tài Vinh. Thì anh này đó là cái cô này cô ấy nhớ được cái số điện thoại thì gọi cho anh Đỗ Tài Vinh, thì may ra là tự dưng lại anh Đỗ Tài Vinh vẫn còn ở cái số điện thoại đó. Thì anh Đỗ Tài Vinh đương từ tiểu bang khác à, chạy về cứu cô này ngay à, coi như rằng thì là tức là ý bác nói là làm hồ sơ để hôn thú đó để cô vâng, này có coi như là bà vâng coi như là vị hôn phi vâng, dạ. Vị hôn thơ bây giờ là phải 60,000 đô một vâng, ca một ca đó vâng à, thế thành ra đó à, thành ra cái người đàn bà à, mà anh Đỗ Tài Vinh này thì là anh ấy hồi ở trung học ấy, lúc chưa làm gì đó thì anh ấy rất quý ngưỡng mộ à, gọi là yêu thầm nhớ à, cô à, cái cô này à, nhưng mà à, bây giờ tự dưng cái cô ấy gặp nạn thì anh ấy chạy về anh ấy giúp, thành ra cái người à, cái người trai thế hệ à, hay là cái người mà à, hơn nhau một cái tiếng anh hùng mà thôi à, thành ra à, không phải là nhận bao nhiêu ngàn đô la để mà cưới cô này à, và dạ, cũng dạ. Không cần làm đám cưới giả à. Vân vân, nhưng mà khi người ta đã trọng nhau, người ta quý nhau thì tôi thấy rằng cái mối tình của hai người là rất đẹp và rất là thành công thưa anh. Dạ vâng, nãy giờ mình nói chuyện cũng quay qua lại cháu nghĩ cũng gần 4 tiếng rồi thì trời cũng đã ngoài đường cũng đã lên đèn thì bác có gì muốn chia sẻ thêm để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay ạ? Vâng, thưa anh thì cái buổi nói chuyện hôm nay thì tôi cũng rất là cảm ơn mà mừng khả đạo nhưng mà có một điểm cháu muốn cải chính là nhiều người hiểu lầm cháu không có giàu đến độ vậy đâu, bác nói là một view mà 8 sen thì cháu đã giàu rồi. Tức là thưa quý vị, nếu mà nói về một view thì nó không phải .5 cent thôi, tức là phải 1,000 view bây giờ kiếm được có 50 cent thôi bác. Tức là nếu mà 1,000 người xem thì có thể YouTube nó trả cho mình 50 cent à, tức là còn tệ hơn hồi xưa nữa. Hồi xưa thì cháu nhớ là cứ 1,000 view thì được 1 đô la, nhưng mà bây giờ 1,000 view thì chưa được 1 đô la, chỉ được có khoảng 50 cent thôi thưa bác. Vâng thưa anh, thế nhưng mà cái xã hội nước Mỹ là nó là như vậy à, yeah. Vấn đề là vì những người mà được nhiều view thì ở trên cái website của họ đó được quảng cáo lớn đó. Nó thuê cái một cái spotlight mấy phút đồng hồ tức là bây giờ giống như là Phúc Osa TV đã bắt đầu lấy quảng cáo rồi, tức là cái chương trình mình, cái kênh mình đã có tên tuổi rồi thì sẽ có người đúng không ạ, người ta hợp đồng để mình đăng quảng cáo của họ thì cái đó lại là cái thu nhập khác nữa. Nhưng mà để một số người không có để ý đó bác, tôi nghĩ là một view mà 8 cent như vậy thì quay qua lại 1,000 view là 80 đô rồi thì quá giàu rồi, thì không có chuyện đó. Vâng. 1,000 view thì chỉ mới chưa được 1 đô la. Vâng. Thành ra muốn có tiền thì phải có cả mấy trăm ngàn view thì mới bắt đầu có tiền. Vâng, cái giá thực tế thì nó cũng giống như là cái ông N10 hay là gì đó. Tức là mấy trăm ngàn view như vậy thì mỗi chương trình cũng kiếm được mấy trăm đô. Mỗi ngày nó một khá hiếm.
nó cũng giống như là treo cái giải thưởng, mỗi ngày nó lại kéo cái giải thưởng cao lên, nó câu người ta thôi, để nhiều người tham gia vào YouTube thôi. Vâng, đấy là cái nền kinh tế tư bản, nó không hề đánh giá về cái trình độ, nó cũng không hề đánh giá về cái lương tâm chức nghiệp, mà nó đánh giá cái đồng tiền, là bởi rằng có nhiều người đi vào trong cái chương trình đó, dù là anh bán hàng giả, dù rằng chỉ là anh câu view, câu like, miễn là anh gây một cái ồn ào. Dạ đó, tức là giống như cho nó giữa phố bây giờ tụ tập đông người, đúng không ạ? Nếu mà một người khởi chuồng đi tô hô thì chắc chắn cũng sẽ được nhiều người hiếu kỳ bu vô xem, hoặc là đánh ghen, hoặc là chửi lộn gì đó. Còn nếu mà mình đứng đó mình giảng đạo, hay là mình bác là khoa học gia, bác muốn ngồi xuống bác nói ra cho người ta hiểu những cái định luật này, những cái giá trị kia, thì không có bao nhiêu người có thể ngồi xuống để mà nghe được những cái điều bác trình bày, đúng không ạ? Nhưng mà họ sẵn sàng họ bu vô để mà xem đánh lộn, xem chửi lộn, đại khái như vậy. Vâng, thưa anh, cái hồi mà học trung học thì tôi nhớ một số những cái bài viết về cái văn hóa của nước Anh, gentleman đó, cái văn hóa của nước Anh thì nói chuyện rằng cái người Anh là cái người first là flex như anh Lê, phất tỉnh thì nói chuyện rằng thì là những các cái người mà gọi là trí thức của nước Anh đó, thì nó không bận tâm tới những các cái chuyện mà múa rối ở xung quanh, nó cứ nhìn thẳng thôi. Mày có đi ngược đầu, mày có mưa búa may, mày cũng ngoáy đít như là Ngô Kỳ hay là cái gì đó nữa, thì nó cũng vẫn cứ nhìn thẳng. Thành ra đấy mới là cái giá trị cốt lõi của cái nền văn hóa Anh và cái gentleman của nước Anh. Tức là thời xa xưa thì Tàu với Á Đông mình có gọi là đạo quân tử đó, lâu lâu bác có dùng cái từ quân tử, đúng không ạ? Thì gentleman thì hiểu một cách nôm na nó cũng tương tự như vậy. Nó giá trị của những người, đúng không ạ, quân tử, những người gọi là trưởng thành, những người có phẩm chất, có nhân cách. Thưa anh, cái quan điểm của người Anh cái Tây phương nó hơi khác với người quân tử của cái Á Đông, nhất là của Tàu. Cái người Tàu, người Á Đông đó, thì nó lại còn kỹ hơn nữa. Nó còn kỹ hơn nữa. Có những cái gọi là khuôn khổ, phải không ạ? Không, cái khuôn khổ thì chuẩn mực gì đó đã khá như vậy. Vâng, cái... nó kỹ hơn ở cái chỗ rằng thì là nó nói là cái giao dịch của người quân tử đó thì nó như là cái nước lạnh, là nó quân không, tử đối với nhau đó. Vâng, nó không mời nhau trà, nó không rời những lời lèo lái, mà nó nhìn xa hơn. Nó nói rằng thì là nếu mà mình đóng đúng cái vai trò của người quân tử là không có băng đảng đó, không có kéo băng đảng. Nếu mà kéo băng đảng thì ra là thằng du đảng, thằng chấn lột, tức là không phải vì nguyên tắc. Vâng, đó, cho nên họ nhìn sâu xa hơn, họ mới nói rằng thì là cái tình bạn của cái người quân tử là như là nước lạnh. Thành ra đấy mới là cái sâu xa của cái nền văn hóa của cái người quân tử Trung Hoa. Dạ vâng, cảm ơn bác, sẵn cho cháu nói leo, không phải cháu là hoàng tử mà tự nhận vơ, nhưng mà bởi vì từ nhỏ lớn hầu như cháu không có bạn là cái kiểu như vậy đó bác. Tức là cháu chủ trương cháu không có giao du theo cái kiểu như vậy, không có đàn đúng, không có a du vuốt lên nhau đúng. Dạ, thành ra người ta cảm thấy cháu có vẻ lạnh lùng, xa có vẻ như, đúng không ạ, nó gọi là distant, không có thân thiện. Thành ra nhiều người cháu không có bạn bè là như vậy đó. Người ta thấy mình không có thân thiện, không có tình cảm, mà người Việt Nam mình rất trọng tình cảm, đúng không ạ? Cháu thì cháu chỉ trọng nguyên tắc thôi, cháu không trọng cái quan hệ tình cảm. Đấy mới là cái quan niệm đúng đắn của người quân tử, coi nhau như nước lạnh. Chứ còn nếu không thì nó thành băng đảng đó. Nó thành ra là ba người ghen, ba người ở thành phố Westminster
tức là bảo vệ nhau, bao che cho nhau vì cái quan hệ, vì cái tình cảm, chứ không phải vì cái nguyên tắc sự thật công đạo. Kéo bè kéo tái. Và tôi nhớ rằng thì là khi ông Tài Đỗ ông ấy vào đó thì ông ấy đọc cái nguyên tắc của cái thị xã, của những người mà làm chính trị ở trong đó. Và cái nguyên tắc đó thì là mấy người kia là cứ gạt đi vào cái này là ấy rồi, nhưng mà cái nguyên tắc đó nó giống như là cái nguyên tắc của nhà thờ. Nó mang tới cái chính sách, mang tới một cái trong sáng với mình và với người, không lừa mình, không lừa người. Đấy mới là cái, đấy mới là cái chỉ tiêu của người quân tử. Đúng không bác? Thành ra như bác nói, từ ngàn xưa Khổng Tử và những người mà gọi là đi theo, gọi là thấy được cái những cái đạo lý của ổng, mà sau này họ lập ra cái gọi là Khổng giáo, Nho giáo đó. Tức là một trong những cái nguyên tắc đó là như bác vừa trình bày, đúng không ạ? Là như vậy. Tức là mình làm việc đồng lòng, đồng hành, chung tay với nhau là vì cái mục đích chung, vì cái nguyên tắc, nguyên lý, chứ không phải vì mình nói phe mình, phe ta, phe nhóm, đúng không ạ? Chiến tuyến, một khi đã nói là phe mình, phe ta rồi thì nó không còn là, anh không còn tôn trọng cái nguyên tắc nữa, có phải không ạ? Vâng, thưa anh, thành ra tôi nhớ rằng thì là một cái ông nào nhỉ, tôi mới quên, tức là ông ấy nói chuyện là nghĩa là đường ta thì ta cứ đi đó, không ạ? Ít nhất là cụ Trần Văn Hương gì đó. Vâng, vâng, một trong những cái chí sĩ là cái người, ông Trần Văn Hương, là một trong những người mà được kính trọng của miền Nam Việt Nam. Ông ấy là một trong những các cái gọi là ông giáo thôi. Nhưng mà bây giờ ông Nguyễn Phúc Trọng cũng được gọi là ông giáo. Cái ông Trần Văn Hương là ông Trần Văn Hương là ông ấy là một nhà giáo, và ông ấy cái nguyên tắc của ông ấy là không có phe đảng. Cho nên ông ấy đi khi mà ông ấy ứng cử đô trưởng Sài Gòn, ông ấy ứng cử nghị viên của thành phố Sài Gòn, thì ông ấy đắc cử và ông ấy đi xe đạp thay vì đi ô tô của nhà nước, đi xe đạp để mà đi họp. Ông ấy nói là không có thể nhúng bùn, không có thể nào vinh thân phì ra, cái con đường nó còn dài lắm, con đường này. Thành ra một trong những các cái mà người ta nhớ tới ông ấy, thì ông ấy nói chuyện rằng thì là cái nguyên tắc của người quân tử là mình mặc chó sủa, người bộ hành vẫn đi. Ông ấy nói là con đường của mình là lên phía trước, thì mình tất nhiên là những chó sủa, những cái thứ mà nó tới nó đấu đá rồi nó thách thức rồi nó chửi rủa, như là mấy cái thằng mà ở thành phố này thành phố kia, những cái gì đó cả. Ví dụ như là những ông nam quan nó kết kệ nó mô kỵ. Vâng, mình đứng lại mình cãi nhau với mấy con chó, mấy con chó ở bên đường thì mặc chó sủa, người bộ hành vẫn đi. Đây mới là cái nguyên tắc của ông Trần Văn Hương, ông đô trưởng Việt Nam, và về sau ông ấy đã có một hồi là được mời làm tổng thống trong một số những cái giai đoạn mà quan khiên nhất của lịch sử Việt Nam, những các cái lúc mà Việt Nam Cộng Hòa hấp hối đó, thì triệu tới ông ấy để mà ra ông ấy cứu nước, nhưng mà ông ấy cũng thấy là quá muộn màng rồi. Đấy là chí sĩ Trần Văn Hương. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác rất nhiều, đã vậy mời bác có lời cuối để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay ạ. Vâng, thưa anh em, hôm nay thì đấy, mình thấy thì là cái vấn đề là ôn cố tri tân, tức là ôn triệu chuyện cũ để biết chuyện mới. Nói tới chí sĩ Trần Văn Hương thì bây giờ mình nghĩ tới chuyện mới là ví dụ như những người ở thị xã Westminster có đúng là con cái của Trần Văn Hương không? Có đúng là hậu duệ không? Hay là những người này cũng chỉ là những người bán hàng giả, những người mà miễn cưỡng ngồi ở trên cái thành phố đó, cho nên nó mới có cái vụ là ngồi trên đó nóng đít quá, người ta chửi rủa, thì là như là ông Nam Quan
thì đi vào đi đái, còn ông Nguyễn Phương Hùng thì loay hoay trên cái ghế chủ tịch hội đồng Nguyễn Mạnh Chí. Nguyễn Mạnh Chí. Bác cho phép cháu nhảy vô có một cái chi tiết, một cái đề xuất họ mới nêu ra, cháu thấy cái ý tưởng cũng rất là hay. Là như vậy bác, tức là cái anh chàng là Lâm Nguyên đó, ảnh cũng như cháu, tức là khi mà ra thì ảnh lên án Nam Quang rất là gay gắt đúng không ạ? Thì bây giờ ảnh đặt vấn đề là ồ bây giờ như hồi xưa họ cũng đã từng nhắn tin cho cháu, gọi điện thoại đòi thủ tiêu cháu, hâm dọa cháu rồi. Và cái bây giờ cháu biết cái nhân vật đó cách đây mấy tuần lại ra ngoài họp hội đồng thành phố là cũng đòi đánh Lâm Nguyên. Thì mới Lâm Nguyên mới nói như bác, các bác Lâm Nguyên nói ủa bây giờ cái ông Nam Quang này vợ ổng đã từng tố cáo ổng là hâm dọa bắn bả, đúng không ạ? Tức là theo ít nhất theo cái cảm nhận của cái bà vợ, bà nói như vậy. Thì ông Lâm Nguyên nói giờ tôi cũng vậy thôi, ông này ổng đã từng có súng, đúng không ạ? Ổng đã từng hâm dọa người ta, mà bây giờ tôi đang chửi ổng, mà bây giờ tự nhiên ổng bỏ dậy ổng đi ra như vậy, tôi đâu biết ổng đi ra ngoài sau ổng lấy súng rồi ổng vô ổng đột tới, đúng không ạ? Thì ổng có người bây giờ nói thẳng ra luôn, bây giờ đề nghị ông Lâm Nguyên phải yêu cầu thứ nhất là trình bày cái lo sợ của ổng cho hội đồng thành phố biết, và yêu cầu cảnh sát phải có biện pháp. Có nghĩa là bây giờ tôi đâu biết là trong lúc họp ông này ông thủ súng trong người, mà lỡ tôi nói nặng lời quá ông rút ra ông đột tôi làm sao? Là đầu tiên hết là phải khám xét Nam Quang trong lúc họp, là make sure phải bảo đảm là ông Nam Quang không có vũ khí trong người, tại vì luật tòa đã quyết định cấm ông Nam Quang có sở hữu vũ khí, bác hiểu không ạ? Thì cảnh sát có quyền khám Nam Quang là bảo đảm là anh này không có thủ vũ khí trong người. Và nếu mà người đang họp mà tự nhiên anh bỏ đi chỗ khác, khi mà anh bước vô lại thì cảnh sát phải chặn anh lại để bảo đảm là anh không có mang vũ khí vô trong phòng họp. Bác nghĩ sao ạ? Không, theo tôi thì cái vụ mà xét nét mấy nghị viên nghị viết là những cái chuyện mà tôi gọi nó là chuyện ruồi bu, không? Bây giờ mà mang ông này ra kiện, mang ông kia ra kiện, nói rằng thì là nó có dắt súng vào phòng họp rồi mày thế này thế kia, rồi Nam Quang là cái người mà đã dí súng và dọa vợ mới lại gì đó, thì nói về cái lý lịch của ông này thì rõ ràng là không phải là dí súng, mà không phải là ông không có súng, và cũng không phải rằng thì là ông ấy không có án tòa, rằng thì là phải bắt cách xa vợ bao nhiêu feet, bao nhiêu feet. Nhưng mà thì tôi cho rằng thì là tôi muốn nói là không có lửa sao có khói đó, thì cái bà này thì rõ ràng là bà ấy kiện ông ấy, kiện ông ấy, thì cái trong lúc mà cơm không lành canh không ngọt thì tức là bà vợ cũ, phải không ạ? Dạ. Tức là không có hung thú, sống với nhau mấy năm và có hai người con rồi, năm tuổi 7 tuổi, mặc dù không có hung thú nhưng mà có đám cưới. Vâng, theo tôi đó thì là tại sao bà lấy nó trong lúc không có đám cưới, không có hôn thú, và biết bao nhiêu những người mà có hôn thú rồi vẫn bỏ nhau. Thành ra cái câu chuyện là bây giờ thì quay ra nói rằng nó đường mật, nó lừa tôi, nó dụ tôi, vân vân, tất cả cái điều đó tôi cho rằng thì là mọi người mắc vào một cái bẫy là một trong những các cái luật pháp của nước Mỹ nó bảo vệ người đàn bà quá đáng. Có một cái đơn kiện là cái ông chồng đã hãy đúng chỗ là cảnh sát nó phải cách ly ngay lúc đó, vâng, hạ hồi phân giải. Vâng, dù là cách ly ngay hay là cách ly sau, nhưng mà cái câu chuyện là cái cơ chế của nước Mỹ là khi người ta nói người ta bị đe dọa thì là phải bảo vệ người bởi ta. Bởi vì đó thưa bác, bởi vì cháu mới nói có thể những người như bác hoặc là người Việt Nam mình đó, khi mà nghe cháu trình bày cái đề xuất này đó, thì có thể nói là cái chuyện mà hoang đường, chuyện mà rùi bu hoặc là quá đáng. Nhưng mà thật sự bác nói theo luật, mà luật ở Mỹ đó, thì cháu nghĩ cái chuyện này hoàn toàn là hợp lý, hợp pháp và khả thi là như vậy. Tức là thành phố người ta phải tự bảo vệ người ta trước. Bà biết không ạ? Tức là nó nói về cái khả năng có thể xảy ra, cái scenario, cái possibility thôi, đúng không ạ? Có nghĩa là bây giờ có một người đã cảnh báo anh rồi, nói là tôi sợ thằng này nó sẽ bắn tôi, mà anh không chịu
là có những cái biện pháp để mà đối phó mai mốt nó xảy ra thiệt. Bác nhớ những cái trường hợp nó thưa thành phố mà là thành phố phải bồi thường, mà bác biết bên Mỹ mà mỗi lần mà nó kiện thành phố bồi thường là từ chục triệu trở lên chứ không dưới. Thành ra trên tinh thần là thành phố người ta phải lo cho người ta trước, mặc dù cái chuyện đó nó có xảy ra hay không không biết, bác hiểu cho nó. Nhưng mà giả dụ nói cái thằng này tắm nó nóng lắm, nó đã từng quýnh người ta, bây giờ tôi sợ nó quýnh tôi mà nói trước rồi mà thành phố không có biện pháp mà đề phòng đó bác, mai mốt lỡ có xảy ra là nó kiện thành phố là chắc chắn thành phố sẽ phải bồi thường. Theo tôi là cái người mà la lên như vậy là nó hiểu cái khe hở của luật pháp Hoa Kỳ, giống như Ngô Kỵ thôi, tức là khe hở pháp luật. Thành ra cái chuyện mà bây giờ mà cứ đề phòng rằng thì là có đứa nó kiện mình, có đứa nó thế này thế kia đó, thì không biết tới lúc nào mà dè chừng thì không còn ai dám làm việc gì nữa. Không, bên Mỹ nó là như vậy bác. Không, theo tôi thì cả, theo tôi thì đâu có bằng chứng là bác biết thành phố Washington này đã bị kiện bao nhiêu lần rồi, và đã biết rất là nhiều lần rồi. Bị kiện là anh có những làm cái ám muội khác đó, chứ không phải rằng thì là bị kiện là vì rằng thì là anh thi hành đúng cái nhiệm vụ của anh, anh có cái tư túi nào, anh ăn gian phiếu này, hay là anh người này đề nghị cho con mình vào làm cái này thì bên kia làm cái kia, thì tất cả những cái chuyện đó là cái chuyện cái luật pháp nó mới cấm, chứ còn thì là nếu mà anh làm chuyện đàng hoàng thì không ai cấm anh cả. Đây mới là cái những cái người mà len vào cái sơ hở của luật pháp Hoa Kỳ, và cái người đây mới là, chứ còn bây giờ mà nhìn thấy cái đó mà chê cái luật pháp Hoa Kỳ thì nó không đúng. Cũng giống như rằng thì là bây giờ thì bây giờ tôi biết làm gì bây giờ, cứ có đứa nó đâm đơn kiện là bây giờ tôi phải chờ cho tới lúc tòa phán quyết gõ cái búa, rồi lúc bây giờ phân xử, mà chưa chắc khi ông ấy gõ cái búa đã đúng, tôi lại còn quyền khiếu nại, tôi lại còn chống án, tôi lên cái tòa trên vân vân, thì bao nhiêu những các cái vụ xử nó mang lại những các cái thành công nhất thời, những các cái công lý một lúc nào đó, chứ còn chưa chắc nó đã là cái tiếng nói thực sự. Và chính tòa án đã tòa án Mỹ đã bị giới hạn bởi những các cái đơn kiện láo liếu, mà nó kiện thì là phải chấp nhận cái đơn đó và phải có những biện pháp và đề phòng đó, nhỡ nó thật thì sao. Bởi vậy đó bác, cháu bảo đảm với bác là thứ tư này, tức là hai hôm nữa thì trong buổi họp thành phố, cháu nghĩ cháu không cần nói, sẽ có người nói. Này cháu đoán thôi, là họ đặt cái vấn đề giống như cháu vừa trình bày đó. Họ nói là bây giờ cái thằng cha này, đúng không ạ, nó rất nóng tánh, và tôi đã có hồ sơ nó đã từng bị kiện là nó đe dọa bắn người ta, đúng không ạ. Và cháu từng, hồi xưa cháu không để ý, cháu tưởng là hồi đó là bạn bè anh em với nhau thân thiện, nhưng mà thật sự trong lúc mà là còn sinh hoạt với nhau đó, là năm qua nó hay lấy chân, nó đá chân máy của cháu lắm, bác hiểu không? Tức là thái độ rất là sức sực côn đồ, mà hồi đó cháu không để ý, cháu tưởng anh em vui vẻ thân thiện với nhau thì thoải mái á bác. Có nghĩa là Nam Quang nó rất là côn đồ, bằng chứng là bác thấy nó lên nó đe mờ tùm lum hết á. Thành ra đó sẽ có người ta đặt vấn đề là thằng này nó rất là côn đồ, nó rất là nóng tánh, mà bây giờ tôi đang chửi nó, nhiều khi nó chịu không nổi, nó đi ra ngoài nó mang súng không sao, thì chắc chắn sẽ có người đặt vấn đề như vậy. Thì bác nghĩ sao? Thành ra tôi cho rằng đây là cái sơ hở, đây là những ngõ ngách của cái luật pháp Hoa Kỳ. Bây giờ có những người nói rằng tôi bị đe dọa, mà chả nhẽ tòa không chấp nhận, thì ít nhất là tòa phải là hãng tách hai người ra hãng đúng, làm, chứ không có được nguy hiểm. Báo biết bác tôi tin tức phòng, có nhiều cái trường hợp cô vợ hoặc là bất cứ người nào nói là tôi bị cái người này người ta đe dọa này kia, mà pháp luật chưa kịp mà cách ly đó bác, là nó bắn nguyên nhà. Mới đây nó đưa cái tin mới là thằng chồng nó dùng kiếm nó chặt đầu cái cô bồ nó,
cái chuyện đó xảy ra rất là thường, bác không phải là cái chuyện mà khoa học viễn tưởng, bác hiểu cho nó cái chuyện đó rất khó xảy ra. Vâng, thì đúng là ở đời này là cơm không lành canh không ngọt, và người ta nhìn thấy rằng thì là cái cơ chế này đó, cái tỷ lệ mà ly thân, tỷ lệ mà ly dị nhau nhiều hơn của cái đất nước Việt Nam, nhất là mình nhân danh là một người Mỹ gốc Việt thì rõ ràng cái cơ chế này nó không có uốc, nó không mang tới cái thất vọng mà mình đã nhắc lại cái cụ Trần Văn Hương đó, và đường ta cứ đi. Thì cháu đồng ý là để mà cãi nhau với con chó à? Dạ, cháu đồng ý là đối với người Việt Nam đó bác, thì nhiều người mới qua đây hoặc là gần đây cũng thấy là nhiều khi nói là luật Mỹ là rừng luật, hoặc là nhiều khi có những cái luật nó quá gọi là bất hợp lý đối với họ. Nhưng mà giống như cháu giải thích đó, tức là cháu sống ở đây lâu, cháu hiểu là có những cái mình nhìn mình thấy nó vô lý như vậy, nhưng mà thật sự là đó là như bác nói, cái kẽ hở, hoặc là vì cái xã hội như vậy họ phải chấp nhận sống với những cái vô lý đó, nhưng mà nó vẫn phải là có những cái luật như vậy thưa bác. Vâng, thưa anh đúng. Và tôi có nói chuyện với mấy người mà trong gia đình mấy gì đó thì dạ, nói chuyện này thì là cái luật của nước Mỹ thì ít nhất nó là tốt nhất đó, mặc dù có những cái mình thấy nó rất là vô lý. Vâng, và Ford the Mirror không có cái nào hơn cả đó. Tại vì không có một cái gì mà hoàn hảo 100%, 1000%. Đúng, và họ mới nói cái chuyện này nó giản dị đó, là tại sao ai cũng muốn đi Mỹ. Đó. Nếu nó là một cái địa ngục, rõ nếu rồi, nó là một cái xã hội bất công. Đúng rồi. Thì tại sao cứ dồn yếu đi Mỹ, và ngay đến là vào nước Mỹ một cách lậu. Kể cả con Nguyễn Xuân Phúc, con Phạm Minh Chính, con Nguyễn Tân Dũng đều qua Mỹ hết. Vâng. Và nhiều khi là người ta đưa những chứng cớ đó để nói rằng thì là con mấy người này đã thấm nhuần cái tự do của nước Mỹ, đã cái quan niệm của nước Mỹ, thì tôi mới thấy rằng thì là họ đưa ra để mà không phải là họ vênh vang, nhưng mà một vài người thì mang ra rồi chống đối rằng thì là đã đi qua Mỹ học mới để gì đó. Thế thì một vài người mới nói chuyện này thì là trong cái passport của nước Mỹ cái dòng thứ mấy gì đó của cái passport của nước Mỹ, nó cũng nói rằng thì là anh không thể hoạt động cho một cái chủ nghĩa nào đó chống lại nước Mỹ hay là gì đó, chủ nghĩa cộng sản, nó giết chủ nghĩa Hitler gì. Thế anh thành ra thế nhưng mà một mặt khác thì mấy cái người đó vẫn được nhìn nhận là những người mà có học, những người mà đã đi qua nước Mỹ thấm nhuần cái đạo lý dân chủ tự do, thì người ta mới bàn rằng thì là đây nó là một trong những các cái đây mới là một trong những các cái mà người ta nói rằng thì là cái nguyên tắc chồng người của ông Hồ Chí Minh hay là của những các cái người uyên thâm đời xưa, người ta nói rằng là vì lợi ích 10 năm thì trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì trồng người. Tức là những các cái người mà đi Mỹ, gửi con đi Mỹ học và tốt nghiệp thực sự, chứ không phải là những người mua bằng cấp, những thằng mà học đàng hoàng, những người mà trở nên tinh hoa đó, thì đây mới là cái vấn đề chồng người của nước Mỹ. Và cái chủ trương của Hoa Kỳ, chính sách Hoa Kỳ, giống như cái thời đó cháu đã nói ngay lúc đó, bác nhớ khi mà Tổng thống Bill Clinton mà đến mà thăm Đại học Hà Nội mà đã phát biểu đó, cái bài diễn văn đó, thì có một cái người mà bây giờ đang là thủ tướng gì của ông Đào Minh Quân đó, thì thời cách đây mấy chục năm cháu đã nói với họ rồi, cháu nói cái đó là chính sách của Hoa Kỳ rồi, thành ra đừng có tự hào vênh váo nói là hải ngoại là trí thức, là có mấy trăm ngàn trí thức, cháu nói là trong 10-20 năm nữa thì đúng không ạ, Việt Nam nếu mà nói về khoa bảng trí thức thì họ sẽ chắc chắn là họ sẽ nhiều hơn mình đây, tại vì rõ ràng Việt Nam có cả 100 triệu dân, đúng không ạ? Và cái chính sách của Hoa Kỳ là họ kêu gọi là những hạt giống đỏ thanh niên Việt Nam nên qua Hoa Kỳ để mà như bác nói thấm nhuần, đúng không ạ?
để mà thay vì hồi xưa phong trào đông du, đúng không ạ, thì bây giờ họ cũng mở rộng, họ đón chào, đón nhận. À, và rõ ràng bây giờ cái số sinh viên Việt Nam ở Hoa Kỳ cháu nghe nói đứng hàng thứ 3, thứ 5 gì đó, mà dân số mình có thấy cả mấy trăm nước, mấy trăm quốc gia trên thế giới mà sinh viên Việt Nam mình, tức là sinh viên ở Việt Nam du học chứ không nói người Việt hải ngoại đó bác, đã đứng hàng thứ 3, thứ 5 gì ở Hoa Kỳ rồi. Thành ra là nhà cầm quyền Việt Nam nó hiểu cái cốt lõi của nền văn hóa của nước Mỹ. Dạ. Và nó đã sẵn sàng mà gửi con đi học đó, là những hoàng tử cảnh, là những các cái người gì đó, đó và những người đó mang cái bằng cấp về để mà khoe, để mà nói rằng chúng tôi sẽ với cái tinh thần dân chủ tự do của nước Mỹ, tôi sẽ cải tổ cái xã hội này. Đây mới là cái mà người ta mới nói đây là những cái hạt giống đỏ. Còn thì còn những cái người mà buồn bực nói rằng thì là nước Mỹ tại sao chứa chấp mấy cái thằng này, hoặc là để cho nó hạ cánh an toàn, nó là những cái thằng mà ăn cắp ăn đẩy ở Việt Nam cho nên nó mới giàu thế này, sâu dân một nước tham nhũng. Vâng, thưa anh, thành ra nếu mà mình cứ nhìn cái vấn đề một góc cạnh đó, mình coi như là gièm pha bới lông tìm vết thì cái gì cũng đều là không dám làm cái gì nữa. Và gần như là với cái truyền thông của cái bọn đá cá lăn dưa hải ngoại đó, nó làm cho chúng ta tê liệt. Thành ra tôi nhắc lại ông Trần Văn Hương, đường ta cứ đi mặc chó sủa. Tất cả những các cái truyền thông hiện tại đó, nó là chó sủa thì đành chịu thôi, chứ đứng lại mà cãi nhau với con chó thì phiền lắm. Dạ vâng, nhưng mà ngược lại cháu cũng xin bổ sung với bác, hay là tạm thời là không đồng ý với bác, là hy vọng giống như là cháu không đồng tình với cái đám giống như Nguyễn Quốc Lân mà đánh đồng cháu với họ, để cũng xem tiếng nói của cháu cũng như là tiếng chó sủa, bác hiểu cháu nói không ạ? Có nghĩa là như Nguyễn Quốc Lân nói là những cái đám phá hoại mà bị chuyển đặt điều để mà vu khống, để mà bôi nhọ họ, bác ạ, là coi như là tiếng chó sủa đó. Thì cháu chỉ muốn minh định là như bác nói là cháu không có theo phe nhóm tổ chức nào hết, đúng không ạ? Và cái lời tiếng nói của cháu là tiếng nói của lương tri, và mình thấy sao nói vậy, nhưng mà ít nhất mình cũng phải có nền tảng, có cái trình độ để mình biết là cái lời nói của mình nó không phải là một cái lời nhận định vu vơ, những cái lời cáo buộc vu vơ, mà đây là những cái lời tố cáo, tiếng nói của lương tri chứ không phải tiếng chó sủa. Dạ vâng, đó là cái lời mà gọi là gì bác, tức là cải chính phân bua của cháu. Dạ, cháu mời bác. Vâng, anh, theo tôi thì cải chính phân bua của anh thì cũng chỉ là tới mà để mà cãi nhau với con chó thôi. Đây mới là cái vấn đề khó xử của mỗi chúng ta. Và cái kết luận của tôi, cái kết luận của tôi là đêm nằm vuốt bụng thở dài, nghĩa là đêm năm căn ngày cái gì tám thì một vài người bạn của tôi cứ email niếc gọi mới hỏi thăm sức khỏe và không ra làm sao làm chiếc, thì tôi nói thì là ở cái tuổi của mình đó, bây giờ cái tuổi của mình đó, mình mới ngẫm lại cái văn chương của Việt Nam đời xưa, người ta mới nói rằng có thức đêm thì mới thấy đêm dài, và rồi thì người ta nói rằng chờ sáng. Quả tình là ở cái tuổi của tôi hay là những người bạn đó, ví dụ như các cái thứ mà nhạc sĩ Cung Tiến, ca sĩ Duy Trác hay là các thứ gì đó, thì quả tình rằng mình mới thấy rằng thì là cái hồi còn trẻ thì mình làm việc rồi mình đêm là ngủ say ngủ xiếc hay là đi nhậu nhạt các thứ, nhưng mà tới cái tuổi này đó thì thấy rằng thì là nhiều khi là đêm dậy đi đãi một hai lần vân vân, thì mới thấy rằng thì là có thức đêm thì mới thấy đêm dài, và
chờ sáng để lại một ngày mới. Và cũng thấy rằng thì là có những cái người mà bây giờ người ta chán sống, người ta cứ nói thôi giá mà mình ngủ luôn đi cho nó rồi, chứ còn bây giờ lại dậy lại ăn lại phải ăn lại phải ngủ nữa một cái ngày mới nữa để mà đi vào cái vòng quay cuồng của cuộc sống. Thì giờ tôi cũng có những cái gặp gỡ những cái tâm trạng đó, thì tôi cho rằng là tôi muốn nói như là một lời gửi gắm từ cá nhân tôi, từ cái kinh nghiệm cá nhân tôi, là tôi thấy rằng thức đêm mới thấy đêm dài, và chờ sáng rồi chờ sáng lại cũng là để tiếp tục một cái ngày nữa cũng giống như thế này, thưa anh. Đấy là cái kết luận của tôi. Dạ cảm ơn bác, đúng là chấm dứt chương trình, nhưng mà cháu xin nhắc lại một cái ý tưởng, cháu không có nhớ rõ cái từng câu chữ mà của cái cô kẹo ngọt bô sa, có là cậu trẻ thôi ba mấy dưới 40 thì có nói là một doanh nhân thành đạt, thì cháu không dám nói là cháu đồng tình hết hay là cháu cùng chiến tuyến vì mục đích với cổ, nhưng mà ít nhất cháu thấy mấy hôm trước cổ có một vài cái câu nói rất là hay thưa bác. Tức là cổ một cái hình thức như kêu gọi là các cụ, không phải dùng từ mà để mà châm biếm mà nói các bác cờ vàng, nhưng mà ý nó là các những cái người mà cao niên, mà những cái kiểu quân dân cán chính từng bị đàn áp, từng bị trù dập các bác, mà bây giờ vẫn còn thù hận cộng sản, vẫn còn căm ghét chính phủ Việt Nam đó. Thì cổ có nói là vì tương lai của các cụ thôi, thì cổ khuyên con cháu của các cụ nên nhắc nhủ, tìm cách gọi là sao bác, tức là khuyên răn các cụ để mà quên hận thù bớt đi, để mà sống, đúng không ạ? Tức là thứ nhất, như bây giờ cháu mới biết là hồi xưa người ta giận quá mất khôn, đúng không ạ? Nội cái lúc mình giận mình đã mất khôn rồi, huống hồ gì mình ôm nguyên một cái lòng thù hận, căm thù, đúng không ạ? Một cái niềm sân hận mà cao độ như vậy thì rõ ràng cái trí tuệ của mình nó không thể nào mà sáng suốt được, đúng không ạ? Mà nếu mà cả cuộc đời còn lại của mình vẫn còn tiếp tục ôm cái mối hận, một cái sự sân hận sâu đậm như vậy, thì mình sống mình đâu còn hạnh phúc nữa. Thì cháu không nói là vấn đề ai đúng ai sai, có quyền hận hay là có nên căm thù hay không, nhưng mà theo cái ý của cô này, ý cháu từ cái lời của bác á, cháu muốn nêu cái vấn đề đó ra thôi. Có nghĩa là nếu mà mình muốn có một cuộc sống, cuộc đời còn lại của mình có được những cái ngày vui, mình có thể chia sẻ hạnh phúc với con cái của mình, mở mắt ra mình sống, mình nhìn về tương lai, nhìn đến ngày hôm sau mà muốn có một cái cuộc sống hạnh phúc, thì ít nhất giống như theo những cái giáo lý Phật giáo, đúng không ạ? Mình phải buông bỏ bớt đi, mình phải tha thứ, mình phải bỏ những cái sân hận nó đi. Thì giống như cái bát nước nó toàn là chứa những cái sân hận, mình phải đổ cái bát nước sân hận nó đi thì mình mới rót được những cái trà, những cái rượu, những cái mật ngọt vô để mình uống được, đúng không ạ? Chứ còn trong lòng mình chứa đầy sân hận như vậy thì rõ ràng không thể nào mình có được một cuộc sống hạnh phúc được. Một lần nữa, cháu minh định là cháu không nói ai đúng ai sai, cháu không nói họ không có quyền thù hận, đúng không ạ? Nhưng mà chỉ nói về cái vấn đề mà thực tế thôi, là nói theo cái ý của cô này, hoặc là như bác nói đó, nếu mà những người lớn tuổi mà bây giờ mình sống ngày nào mình chỉ mong muốn lật đổ cộng sản, thì cái thực tế mình phải hiểu cái chuyện thực tiễn là nó không thể xảy ra. Mà nếu mình vẫn còn tiếp tục ôm cái hoài bão đó thì mình chỉ tự làm cho, bác hiểu đó, tức là mình tự hại mình thôi, mình tự làm cho mình bị như là khốn đốn, bị tức là, chứ còn cái chuyện đó rõ ràng không thể biến thành sự thật được. Bác hiểu cháu không ạ? Và như vậy thì mỗi ngày mình mở mắt ra, mình không thấy những cái chuyện gì xứng đáng để mình làm. Có nghĩa là như mình nói, bây giờ gió đã đổi chiều rồi, bây giờ kêu gọi biểu tình thì ra đường không còn bao nhiêu người nữa, không, cái khí thế nó không giống như cách đây 10-20 năm, để mà mỗi lần mà xuống đường biểu tình cuối tuần mình tụ tập nhau lại, mình đã đạo cộng sản, mình đòi hỏi này kia. Bác hiểu cháu không ạ? Bây giờ cộng sản họ đã được quốc tế công nhận rồi,
Thành ra nếu mà mình còn tiếp tục ôm những cái sân hận đó thì mỗi ngày mình mở mắt ra mình chỉ thấy ê chề, thất vọng thôi. Bây giờ cháu lại còn cái cháu không nói là cái nó gọi là justification, tức là cái sự căm thù mình nó có chính đáng hay không, cháu không nói. Cháu chỉ nói như bác, tức là nếu mà mình muốn những cái ngày còn lại của cuộc đời mình có những cuộc sống có ý nghĩa, vui vẻ với con cháu, mà có một cái cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, thì ít nhất theo cái lời của cái cô Candy này, cô nói là mình nên từ từ mình bỏ qua cái chuyện cũ sân hận đó đi, thì bác nghĩ sao? Vâng, thưa anh, cái cô Candy, cái cô gì kẹp đó thì nó cũng chả khác gì cả cái câu chuyện mà một cái nhà văn, một cái ông nhà văn gì ấy nhỉ, ông ấy nhà văn mà ông ấy không phải là kiếp sau xin chớ làm người, ông Du Tử Lê, vâng, ông Du Tử Lê đó, khi tôi chết hãy mang tôi ra biển, vâng, tức là cái nỗi oan khiên, cái nỗi sân hận thì có lẽ phải mang ra biển, chứ không còn chờ một cái đám ma lớn, một cái hòm áo quan tốt, hay là có những ai đi đưa đám mình, mà khi tôi chết hãy đưa tôi ra biển. Và cho nên mấy cái người quen biết tôi, người nó mới khuyên tôi rằng thì là thôi ông cứ lên đài ông tiếp trả lời ngày này ngày kia, nói chuyện với Cải Đào, vâng chắc là kể cả nói chuyện với Cải Đào họ mới nói chuyện rằng thì là thôi bây giờ bác nên lo cái chuyện hậu sự, còn thì tôi vẫn cứ nghĩ như là Du Tử Lê, hay là các cái sân hận đó, thì tôi có cái kết luận rằng hay là chúng ta lập cái hội vuốt mắt nhau, bởi vì rằng với cái tuyên truyền của cái bọn hải ngoại này đó thì mình chết không nhắm mắt, đấy mới là cái tội ác của Đài Nhất Dân Sài Gòn, là nuôi hận thù đó, để bán hàng giả. Vâng, và tôi xem là những cái nhà truyền thông ở đây nó lại là những đều là bọn công giáo hết và tôi gọi nó là bọn đấm ngực, thì nó không phải là người công giáo chính thức chính thống, nó cái cốt lõi của người công giáo là lỗi tại tôi mọi đàn, lỗi tại tôi đấm tuyên ngực chất, mình chất kỷ hậu, vâng, chất nhân, vâng, lỗi tại tôi mọi đàn, mọi đàn cơ, thế còn cái bọn Bôn Sa này nó cũng lại là công giáo mà nó không đấm ngực nó, mà nó đấm ngực người bên cạnh, đây mới là cái tội lỗi của cái bọn. Sẵn cháu nói leo, cháu ăn theo là cháu cũng phân bua là nhiều người cứ chụp mũ nói là cháu là chống những người chống cộng, đúng không ạ? Thì cháu giải thích cháu không chống những người chống cộng, cháu chống những cái thằng chống cộng giả danh chống cộng, đúng không ạ? Những thằng chống cộng cùi, chứ còn cháu không chống cái chuyện chống cộng. Bà tức là chuyện ai nấy làm, cháu không dám nói là cháu chống cộng nhưng cháu không chống những người chống cộng, cháu chỉ chống những cái thằng chống cộng cùi thôi. Chống những thằng chống cộng cuội, nhưng mà nhưng mà vì sao cái bọn chống cộng cuội nó vẫn ăn, tại sao nó chọn cái đó? Bác dùng từ có ăn là như vậy, tôi nói chỉ chống cộng kiếm cơm, đó là cái công việc của thế nó. Vậy thì thế vậy thì nó có quần chúng, dạ đó, nó lừa được. Cảm ơn bác, bởi vậy nãy cháu tính nói cái câu gì là quần chúng nào thì chính phủ đó, đúng không ạ? Thì khán thính giả nào thì là siêu sao đó. Giống như bác nói chính vì ông Tạng Đà, cụ Tạng Đà đã nói rồi, cũng bởi thằng dân ngu quá lợn cho nên quân ấy mới làm quan, đúng không ạ? Cháu xin phép được lặp lại cái câu đó của cụ Tạng Đà thôi. Vâng, Tạng Đà và cả Cải Đào mới nhắc tới cụ Tạng Đà thì tôi cho rằng đây là một trong những cái nhà văn nổi tiếng của cái
buổi giao thời. Cụ ấy lấy cái tên là Tàm Đà, tức là núi Tàm sông Đà. Và có một cái bài, một cái bài dài của ông ấy nói về cảm thu tiễn thu. Thì ông ấy nói thì là nào những ai bảy thước thân nam tử, bốn bể trí tăng bồng, đường mây chưa thỏa cái trí tưởng vâng, thì đã tới lúc mà thấy cái ngại ngùng tu mi, tức là cái người con trai đó nói chuyện là cái đấng mài râu đó đàn ông đấng mài râu đó thì ngại ngùng tu mi, thấy rằng thì là mình sống ở trong một cái cuộc đời nửa trường xuân, một cái cuộc đời mà nó đầy éo le, đầy oan khiên, cho nên ban nãy mới nhắc tới Du Tử Lê, mấy khi tôi chết hãy mang tôi ra biển. Tất cả những cái rung động đó không phải là ai giỏi, ai khôn gì cả, nhưng mà đây là cái rung động của thế kỷ, cái rung động của những người Việt Nam. Tức là bác nói là cháu đòi hỏi có đáng, nhưng mà nói chung tụi này nó không biết tự xấu hổ, có phải vậy không ạ? Còn những người mà như bác nói trí sĩ, người ta tự biết xấu hổ khi mà người ta nói đến những cái trí tan bồng, đúng không ạ? Hổ thẹn nam mi rồi này kia đó, tu mi đó, mày râu mà cảm thấy hổ thẹn là người ta phải tự biết xấu hổ. Còn cái đám này thì nó không biết xấu hổ. Tôi thì tôi cũng không đồng ý với Khải Đào là cái chuyện đó là phải xấu hổ mới là người tức là tôi cho rằng đấy là cái éo le của lịch sử, không, cái éo le của những người Việt Nam, cái éo le mà cứ chốc một vài người Việt Nam thế này thế kia đó, con này là me Mỹ vào, con này là me Tây vào, thì tất cả nói xấu éo le và quả tình là me Mỹ thật, quả tình là me Tây thật. Đấy mới là cái mà đáng thương của cái người đàn bà. Hoặc là cái bây giờ có nhiều người hay mỉa mai và là tộc neo, có vẻ coi thường khinh bỉ những người làm neo, nhưng mà như bác cháu mình nói, chính cái kỹ nghệ neo của người Việt Nam mình, đúng không ạ, mới giúp để mà có thể góp phần xây dựng được cái cộng đồng này, đúng không ạ, đào tạo được, nuôi lớn được bao nhiêu kỹ sư, bác sĩ, nha sĩ trong cái cộng đồng này, để mà tụi nó vinh thân phì gia, bây giờ bắt đầu mà coi như là vinh váo. Nó không phải là vinh thân phì gia, nhưng mà cái may mắn của cái cộng đồng Việt Nam hải ngoại đó, tung ra bốn phương trời đó, và thường là những người đó là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, con cái của lính tráng, tất cả những người đó thì chẳng may trong cái thế kỷ này, trong cái giai đoạn này sau hậu chiến đó, tự dưng cái nghề neo nó lại là cái nghề ăn khách, và nó lại phù hợp với cái tay khéo léo của người đàn bà Việt Nam. Tôi nhớ của cái ông gì nhỉ? Tức là ông Hoàng Cơ Minh. Vâng, của Hoàng Cơ Minh, hậu duệ hậu giết ấy, đi vào rừng và giết. Nếu vậy trong lần tới mình sẽ nói thêm về cái tổ chức Nguyễn Hữu Chánh, mà mấy bữa nay là cho thấy bắt đầu là tái xuất giang hồ. Tức là cái tổ chức của Nguyễn Hữu Chánh thì chắc phải lần tới mình mới nói chuyện được. Mặc dù cháu mới xóa đi là bây giờ cái memory nó bắt đầu nó có chỗ rất là nhiều, nhưng mà chắc bây giờ trời cũng tối lắm rồi, đúng không ạ? Đã không những ngoài đường phố họ bật đèn mà cháu thấy trời cũng sụp tối rồi. Thành ra cháu mời bác có lời cuối để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, là bác có những cái hình ảnh gì bác muốn đưa lên thì sẵn máy thì cháu quay luôn để lưu lại. Thành ra cái nói tới ông Nguyễn Hữu Chánh thì riêng tôi thì tôi thấy ông Nguyễn Hữu Chánh là một trong những người mà tôi thấy thì là hắn ấy là một trong những người mà có một cái nó là một cái nhà đấu tranh có tôi accredit tôi cho rằng ông ấy là một trong những người mà có vision chứ không phải là bán hàng giả, tức là có viễn kiến, có đường lối, kế hoạch. Vâng, và ông ấy có bốn thằng con trai. Ông ấy ở một cái khu cũng gần Bonsa này thôi, ở trong cái vùng đó,
coi như là ông ấy là một cái thành trì chống cộng. Tôi nhớ là đi vào trong cái khu cơ ngơi của ông ấy để mà gì đó thì văn phòng này nó cũng ở gần cái đường Bôn Sa này này Lam Sơn, trên đường Lam Sơn, trên đường nhà bác và có một vài cái ông nhà báo thì gọi là cái chuồng cu cái chuồng cu của cái ông Nguyễn Hữu Chánh thì riêng tôi thì tôi thích cái ông Nguyễn Hữu Chánh này bởi vì cũng có một tí liên lạc ông Nguyễn Hữu Chánh này thì là ông ấy ca ngợi hay là ông ấy coi như là ông Cao Thế Dung là một trong những lý thuyết gia khả kính của ông ấy. Mà cái ông Cao Thế Dung này đó thì lại là một cái người mà dạy học cùng với tôi ở dưới nhà trà. Và ông Cao Thế Dung này đó là ông ấy là một trong những người mà tôi mời ông ấy để đỡ đầu cho thằng con của tôi. Khi mà thành ra ông Cao Thế Dung là một trong những người mà coi như là ông không sử dụng computer nhưng mà ông ấy viết tay, tức là những cái bản thảo đó không dùng máy đánh chữ. Vâng, không dùng máy đánh chữ nhưng mà gọi là ông ấy thu phục được nhân tâm dạy học cùng với tôi ở Rạch Giá thì tôi thấy là chỉ là ông ấy đi một cái con đường riêng. Tôi thì cứ chuyện vớ va vớ vẩn chính trị chính em hoặc là đi kiếm cơm hay là gì đó thì ông Cao Thế Dung là một trong những người mà coi như là một trong những người lý thuyết ra ở trong cái cộng đồng hải ngoại. Ông ấy đã viết về hai cái một cái cuốn sách về chính trị đó. Ông ấy viết là Việt Nam huyết sử huyết sử tức là một cái cuốn sử của ông ấy là máu và nước mắt. Chắc cháu mời bác có lời kết thì mình cũng hết pin rồi. Và cái thứ hai của ông ấy là ông ấy ngoài cái câu chuyện là huyết lệ sử thì ông ấy viết là hai cuốn về cái lịch sử Công giáo Việt Nam để mà thay thế cái loạt bài của một trong những các cái nhà tu hành ông cái gì Hường đó, Phan Khắc Hường đó, thì ông Cao Thế Dung này ông ấy viết hai cuốn, cuốn thượng cuốn hạ, tức là cái đáy của ông ấy nói về lịch sử thì là lịch sử Quan Khiên, lịch sử Việt Nam viết lệ sử và về Công giáo đó thì ông ấy nhắm đúng cái Công giáo ấy, thì ông ấy nói về cái để thay thế cái ông Phan Khắc Nguồn, tức là nói lịch sử Công giáo Việt Nam, trong đó phải kể tới nhắc tới một trong những cái nhà báo khác nữa là cái ông Đông Duy đó, Hoàng Kiếm Nam đó, thì ông ấy cũng nói về Việt Nam. Ông ấy viết nhiều cuốn lắm, như cuốn đầu tiên của ông ấy là Việt Nam ta rơi vào trong cái mắt bão của lịch sử và quay cuồng thế này thế kia đó thì đã kỳ sau thì chắc mình phải đợi lần sau chứ mình như bác biết rồi, giữa cháu với bác mà nói chuyện thì phải không biết nói chuyện nào mới hết. Mai mốt là cháu có văn phòng, có phòng thu thì mình có thể nói, có những cái lúc mà bác khỏe mình có thể nói 8-10 tiếng luôn cũng được. Nhưng mà bây giờ mình đang ở ngoài công cộng không ạ? Và bây giờ ở ngoài trời cũng tối lạnh rồi, cháu mời bác có lời cuối để chia tay với khán giả. Vâng, thưa anh, đấy thì qua đó thì mình nói tới cái ông Cao Thế Dung là cái ông mà đỡ đầu cho thằng con thứ ba của tôi đó. Ông ấy là một trong những các cái nhà văn có viễn kiến và một trong những người mà có cái tâm tư đối với lịch sử. Và tôi nói chuyện này thì là chính ông Nguyễn Hữu Chánh là
rất là kính trọng ông Cao Thế Dung. Và cái lúc qua đây là có lần mà ông Cao Thế Dung ở tiểu bang khác tới đây đó, thì là có hẹn nhau ở cái khu của Nguyễn Hữu Chánh. Mà cộng đồng này cứ gọi là cái chuồng cu đó, ở cái chỗ của ông Nguyễn Hữu Chánh. Thì đấy là những người mà làm cách mạng Việt Nam, sống ở cái dòng chảy của lịch sử. Những các cái nó không phải là dưới đáy tầng, nó cũng không phải là mặt nổi, nhưng mà nó là cái juice, cái mà một trong những các cái chân truyền, cái mà thực ra nó là cái dòng chảy của cái lịch sử Việt Nam. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác rất nhiều. Hạ xin tạm chấm dứt chương trình ở đây, tại vì máy đã hết pin rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới.